Hai lượng bạc, chỉ có hai lượng bạc. Bọn họ bán ta đi như một con vật vậy. Thậm chí còn không thèm nhìn lại. Họ đã bán ngươi đi rồi, ngươi vẫn sẽ quay lại sao? Quay lại? Mục đích quay lại của cô ấy, em rằng không giống với những người khác. Nhà chợ Đông Lai, đêm nay chúng ta ở lại đây đi. Vào đi, cửa không khóa. Lý Sư Huynh, ngươi đói không? Ăn bánh bao đi. Nơi này khá đặc biệt đó. Đêm hôm khuya khoắt còn bán cả bánh bao. Chẳng phải việc bán bánh bao vào ban đêm là khá phổ biến sao? Nếu nói đặc biệt, thì phải nói tới tên ngốc. Hắn còn ăn bánh bao với giấm kia. Ta không có cho người tiền. Người lấy tiền ở đâu mua bánh bao? Lý Sư Huynh, ta đem cái vòng chân vàng đi cầm cố. Một mình ngươi quá cực khổ, ta không làm gì được cả, nên chỉ có thể giúp ngươi thế này. Cái vòng kia bị đem đi nung rồi, ta tận mắt nhìn thấy nó bị nung chảy, không thể chụp lại nữa đâu. Khi xong hết việc, ta sẽ mua cho ngươi cái mới lớn hơn. Ta chờ ngươi. Ta nhìn nhầm thành phòng khách, thật xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi. Lý Sư Huynh, Bạch Sư Muội tuy nói toàn thân trắng tinh, nhưng nói về cưới vợ, không quan trọng ngoại hình, tính cách mới là quan trọng. Ngươi đừng ghét bỏ muội ấy. Đừng nói nhảm nữa, đi tắm rồi đi ngủ đi. Cuối cùng cũng có một chiếc giường để ngủ rồi. Trong cơn mê man, Lý Hòa Vượng phát hiện bản thân đang ở trong một khu rừng già. Phía trước mờ mịt có một tia sáng. Hắn nghi hoặc bước từng bước đến chỗ tia sáng. Mẹ, Dương Na. Nhóc con, làm tốt lắm. Đã mang các sự dẫn đến rồi. Không, chờ một chút đã. Lý Sư Huynh, ngươi dậy rồi à? Ta đặc biệt mua cho ngươi một ít há cảo đấy. Ăn đi cho nóng. Bây giờ là mấy giờ rồi? Vừa qua giờ thìn rồi. Không sao đâu, dù sao hôm nay cũng không phải đi đường. Nhóc con, làm tốt lắm. Đã mang các sự dẫn qua đây rồi. Ai bảo hôm nay không có việc gì? Đi nào, chúng ta đi mua ít đồ cần thiết cho chuyến đi. Ta sẽ đưa người khác đi mua. Ngươi hãy đi hỏi Lữ Trạng Huyền khi nào chúng ta xuất phát. Càng sớm càng tốt. Nếu hắn chưa định đi, thì chúng ta sẽ đi trước. Với năng lực của tiểu đạo gia, trên đường đi, gia sản tích lũy càng lúc càng nhiều. Không chừng nửa năm hoặc một năm nữa. Ngài của lương bạc triệu rồi. Lữ chủ gánh, kiếm nghiệp cách Tây Kinh Thành rất xa sao? Không xa, chúng ta sẽ đến đó trong khoảng 10 ngày nữa. Miếu hòa thượng mà ngươi nói, ngoại trừ việc cầu tử lợi hại, ngươi còn biết gì nữa không? Miếu hòa thượng là miếu hòa thượng thôi. Có gì khác biệt đâu. Bên trong miếu hòa thượng không phải có một đám lão hòa thượng và một đám tiểu hòa thượng ăn chay niệm Phật sao? Có vẻ như loại chuyện này ta phải đến tận nơi và hỏi mới được. Tiểu đạo gia, nhìn trước mặt có một hòa thượng kia, hắn đang đứng ở dưới gốc cây kia. Ngài chi bằng hỏi hắn ấy, hắn có lẽ là hòa thượng trong miếu nào đó. Amen Đà Phật, ngươi tìm ta có việc gì? Ngươi là hòa thượng? Phải, ta là hòa thượng. Xin hỏi đại sư, ngươi là cao tăng ở miếu nào? Ta không có miếu. Ngươi hãy đi về hướng bắc tìm thử đi. Ta nghe nói ở đó có rất nhiều miếu hòa thượng, hơn nữa còn được bao ăn ở. Ta đang định qua đó làm hòa thượng. Tên này đang muốn giả chưa ăn thịt hổ sao? Ngươi cũng đi tìm miếu hòa thượng sao? Vậy chúng ta đi cùng đi. Đi thôi. Ngươi không mang đồ ăn, sẽ chết đói. Sao mà chết đói được? Ngươi nhìn trong rừng cái gì cũng có. Trái cây rừng, nấm rừng và rau rừng. Ta ăn qua của dại. Ta còn cái ngốc, đừng nói chuyện với hắn nữa. Tên ngốc đâu? Hắn vừa mới đi vào rừng đi tiểu, sao vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ đi tiểu xong chuyển qua đi nào? Tên ngốc, ngươi có trong đó không? Ngươi ăn gì đó? Trong rừng có cơm trắng. Không mất tiền.
Ngươi lại nói cái gì thế? Đứng dậy, đồ ăn ở mộ ngươi cũng dám ăn sao? Ngươi chẳng sống rồi đúng không? Ta nói ngươi không được nói chuyện với tên ăn xin này rồi mà. Ta không, không nói chuyện với hắn ta. Quỳ xuống, nhanh dập đầu tạ lỗi đi. Ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, tránh xa người của ta ra, còn không thì đừng trách ta vô tình. Ta không phải ăn xin, ta là hòa thượng. Trở lại đường đi. Đoàn người tiếp tục khởi hành. Vẻ mặt Lý Hỏa Vượng có chút nghiêm trọng. Mấy đêm gần đây đừng ngủ sâu, khả năng có chuyện. Thời gian trôi qua, xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh. Mấy người khác đều ngủ rồi, nhưng Lý Hỏa Vượng lại không ngủ. Hắn im lặng như đang chờ đợi điều gì đó. Ngoại trừ khu rừng xung quanh, phần lớn sự tức giận của hắn đều hướng về kẻ ăn xin kia. Nếu có thứ gì mò đến thì khẳng định là do tên kia. Nếu như tới càng tốt, vừa vặn ta có thể tận dụng cơ hội này, xem điều gì đang xảy ra với gia hỏa này. Lý, sư huynh nhà, chỗ kia, vừa rồi xuất hiện một khuôn mặt đúng không? Ngươi có chắc không? Không chắc lắm, có lẽ là do ta bị hóa mắt thôi. Đừng nói nữa, im lặng. Chờ chút, Bạch Quang. Dừng lại, các ngươi là ai? Bọn cướp đến rồi. Chạy mau. Mẹ nó, bị phát hiện rồi. Mau dẫn ngựa qua đây. Nhanh chạy vào trong rừng. Ngựa của chúng không thể chạy trong rừng. Chúng không thoát rồi. Không ổn rồi, mau chạy đi. Có lẽ là người của Giám Thiên Ti. Anh Di Đà Phật. Gia hỏa này không phải lão hổ, hắn là chư. Đừng đi nữa, cứ nghỉ ngơi ở đây cho tới bình minh đi. Đi đường vào đêm khuya không an toàn. Nếu không ngủ được thì nhắm mắt vào. Chúng ta phải tiếp tục hành trình vào ngày mai. Ta sẽ gác đêm. Có vẻ như kẻ ăn xin kia không trốn hết người thì sẽ không theo qua đây. Nơi này thật đúng là loạn. Đủ loại thứ đồ kỳ quái đã nguy hiểm rồi. Thân là đồng loại không đùm bọc lẫn nhau lại còn tàn sát lẫn nhau nữa. Theo lấy thời gian từng chút trôi qua, những người chạy trốn trong rừng dần dần họ tụ tập về phía đống lửa của Lý Hỏa Vượng. Chẳng mấy chốc, một nhóm các đống lửa nhỏ xuất hiện xung quanh. Trong số những người trở về không có người lữ gia, nhưng Lý Hỏa Vượng lại không hề lo lắng chút nào. Khi bọn cướp vừa bước ra, họ là những người chạy nhanh nhất. Lữ Trạng Nguyên không hổ là lão giang hồ, khó trách người keo kiệt như hắn lại mua ngựa thay vì lừa. Hắn chắc chắn đã nghĩ đến tình huống này rồi.